Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đã đến với chặng thứ hai cùng vận động viên Nói Gì. Và ngày hôm nay là vòng đua vòng quanh thành phố Sơn La, 62 km. Nhưng mà nó không khác gì là một chặng đua đường trường, bởi vì có rất là nhiều những con dốc liên tiếp xuất hiện. Rồi có những con dốc là có độ nghiêng là lên đến 9 độ, mà cứ 4 lần đổ cái dốc 9 độ là giống như một cái đèo vậy đó. Vậy nên là bây giờ Như Bình sẽ mời quý vị khán giả hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ các coureur để xem là ngày hôm nay họ đã phải vượt qua cái nắng gắt như thế này, cũng như là cái lộ trình khắc nghiệt như vậy như thế nào. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Anh đã cố gắng để tấn công đúng không? Hôm nay là Sen cố gắng đeo bám các vận động viên Tây và lựa chọn một cái vị trí tốt để đeo bám các vận động viên Tây. Và khi bước vào vòng thứ hai thì Sen thấy một vận động viên Mikel của Vĩnh Long thoát đi, và Sen cũng sẽ cố gắng thoát đi trước khi vô dốc để giảm cái sự tấn công của Igor, và Sen cố gắng đeo bám lại các vận động viên Tây. Và nếu như mà so với cái mục tiêu ban đầu mà mình đưa ra vào lúc đó đó, thì anh nghĩ rằng là ngày hôm nay mình đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm so với dự định? Hôm nay Sen đã hoàn thành 110% của dự định. Vậy là mừng rồi đúng không anh? Chúc cho anh Sang sẽ có những cái chặng đua thật là tuyệt vời. Và như mình biết rằng là anh Sang đã chuẩn bị rất là nhiều đúng không ạ? Sẽ phải nói là trong cái cuộc đua này thì Sang đã cố gắng phục hồi cái tay của mình và cố gắng làm sao để thi đấu, mà khi mà mình trở lại comeback lại thì mình phải tốt hơn trước rất là nhiều. Và anh có thể chia sẻ một chút xíu là những cái bài tập mà anh đã áp dụng thành công để phục hồi vô cùng nhanh? Sen có đăng trên TikTok, nhớ vào TikTok của Sen cho Bia chứ. Ok, em tính bí nha, 100.000 chia nha. Ok, chúc anh may mắn nha. Em nghĩ rằng là năm nay sẽ là một cái thời điểm trộm vía ạ. Cảm ơn Như Bình và cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ đã luôn ủng hộ Sen và đội Le Fruit hôm nay, cũng như là Belo Canada hôm nay. Bạn có những chia sẻ như thế nào về chặng đua ngày hôm nay? Tôi nghĩ rằng chặng đua ngày hôm nay khó khăn hơn những gì mà mọi người dự đoán. Các đội đều tấn công ngay từ vòng đầu tiên, tận dụng địa hình núi. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng cũng phá sức các vận động viên. Tôi không nghĩ rằng mới chặng đua thứ hai mà tất cả các ekip đều đã tấn công dồn dập như thế. Đúng vậy. Nhưng bạn biết không, chúng tôi không có quá nhiều cơ hội. Chúng tôi chỉ có thể tấn công lật ngược tình thế ở những chặng như thế này, leo đèo Hải Vân và có thể là chặng về Đà Lạt nữa. Vì vậy, để đạt được những danh hiệu quan trọng, chúng tôi buộc phải cố gắng hết sức ở mỗi chặng đua. Bạn có điều gì muốn nói với khán giả hay người đặc biệt nào không? Cảm ơn các khán giả và cảm ơn tới một cô gái đang theo dõi tôi thi đấu mỗi ngày. Tôi yêu bạn. Chúng tôi cũng yêu cô ấy. Trời, hôm nay chặng đua này khó quá anh ha. Chặng 2, mới chặng 2 thôi mà nó có... Nó trên, lộ trình thì nó cái dốc, nhưng mà thực chất nó giống như một cái đèo. Em thấy là ví dụ như mỗi có một con dốc là nghiêng đến 9 độ nè. Nhưng mà mình phải đi qua đó là 4 lần nè. Là nó không khác gì đèo luôn, còn lại là quá đèo luôn. Một cái dốc đó dài tới 3-4 cây lận. Rồi đổ qua chút nữa thì một cái dốc nặng khoảng 1 cây mấy nữa. Nặng. Nặng ha. Mà em cũng không nghĩ là mới chặng 2, nhưng mà tất cả các ekip là đều đồng loạt tấn công. Anh nói gì không? Tấn công dữ lắm. Vừa xuất phát là vô cái vòng 2 là cái dốc đầu tiên là mấy đội tấn công rồi. Hôm nay lại cũng nhiều. Anh bị lại luôn rồi. Thôi không sao, tại nó khó thiệt mà. Em coi ở đây mà em thấy hả, cứ thấp thỏm á, tại vì khắc nghiệt quá, mà trời thì nắng nữa, càng về trưa á, tại vì thời tiết ở phía Tây Bắc á là cứ sáng nhanh nó sẽ hơi mát thôi, xong rồi gió càng ngày nó càng bị kiểu ảnh hưởng của gió Lào á, nên là nó sẽ càng ngày càng nóng nè, xong rồi có gió mạnh, có gió giật luôn. Cái dòng thứ hai là gió mạnh lắm. Vậy hả? Cái dòng hai có gió mạnh. Anh đang trong cái quá trình như thế nào để có thể làm quen với cương vị mới này, rất là đặc biệt đúng không ạ? Anh vừa mới được giao làm đội trưởng thôi, chung anh cũng chưa có quen, cũng đang cố gắng như là tập luyện từ từ anh thôi. Mình cố gắng cải thiện thêm để
và giờ học hỏi kinh nghiệm rồi của mấy anh trước á, giống như anh Hưng nào cũng có học hỏi anh để mình làm cho nó tốt. Thôi chúc cho anh là ở mùa giải mới này với một cái cương vị rất là mới ha. Em biết là rất là nhiều khó khăn nhưng mà cứ cố gắng thôi. Em hy vọng là từ giờ đến cuối cuối mùa giải là thành công ha. Dạ cảm ơn anh. А он ждет, говорит, через год не приедешь, я говорю, даже его привезет, блядь. Bạn đã làm quen được với môi trường ở Việt Nam chưa? Tôi đã bắt đầu làm quen được với mọi thứ ở đây. Nhưng có điều là thời tiết ở đây thì hơi nóng. Việc thi đấu liên tục dưới cái nóng hơi trở ngại, nhưng tôi đang cố gắng thích nghi. Trời nóng quá đúng không? Đúng vậy, nhiệt độ cao lắm, nên tôi phải uống nước liên tục và lấy nước xối lên người để làm mát và hạ thân nhiệt. Và các bạn thân thiết với nhau từ trước rồi hả? Đúng rồi, chúng tôi là bạn của nhau. Thực ra thì chúng tôi không phải là bạn thân của nhau trước đây. Nó dễ hiểu là vì chúng tôi đến từ chung một thành phố. Vậy là bạn quen hết mọi người ở đây ha? Igor, bạn có vui không khi mà có thêm những người bạn quen thuộc ở Việt Nam? Tôi rất vui khi bản thân và những người bạn của mình được có cơ hội để thi đấu ở một giải đua đẳng cấp như thế này tại Việt Nam. Bạn thấy như thế nào về chặng đua ngày hôm nay? Ngày hôm nay khá ổn với tôi và các đồng đội. Chúng tôi vẫn kịp đưa thêm 3 đồng đội vào trong top đầu, có lợi thế trong cuộc cạnh tranh danh hiệu đồng đội. À, anh ấy nói rằng anh ấy đã tấn công ngay từ những vòng đầu tiên để có thể phá sức các ekip mạnh khác và đặc biệt là với tay đua đang mặc áo vàng. Hôm nay mới là chặng thứ 2, chúng ta còn tới 23 chặng nữa mà đúng không? Chúc cho các bạn may mắn nhé. Xin chào, bạn có thể gửi lời chào đến các khán giả được không? Anh ấy dịch cho tôi luôn được không? Được chứ, Novikov sẽ là phiên dịch của tôi. Bạn cảm thấy như thế nào khi mà đến Việt Nam? Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy rất vui khi ở Việt Nam. Mọi người chào đón các tay đua nước ngoài vô cùng nhiệt tình. Còn với chặng đua ngày hôm nay thì không đạt được như những gì anh ấy kỳ vọng, nhưng nhìn chung nó vẫn ổn. Mục tiêu lớn nhất của bạn ở cấp truyền hình năm nay là gì? Anh ấy muốn thể hiện những gì tốt nhất có thể của mình ở giải đấu này, đặc biệt là khả năng leo đèo của anh ấy và cố gắng hoàn thành mục tiêu mà toàn đội hướng đến. I hope that you guys will have the best luck and have a good day, good tournaments in Vietnam. Xin giới thiệu cho bạn, ba chúng tôi là đại diện cho 3 trường phái khác nhau. Tôi là tay đua xe đạp lồng chảo ở Nga. Bạn biết đua xe đạp lồng chảo đúng không? Còn anh ấy là tay đua xe đạp địa hình MTB, sở trường là đua địa hình. Còn anh này là chuyên gia đường trường nè. Chúng tôi là một tổ hợp có sự kết hợp hoàn hảo luôn. Tôi hy vọng sẽ được biết thêm thật nhiều những điều bất ngờ thú vị ở chặng đua tới tại mùa giải năm nay nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho bạn có được một chương trình thật hấp dẫn. Tôi rất cần điều đó để tạo nên một chương trình thú vị và thu hút khán giả đó. Okay, thank you so much. Bạn còn biết thêm câu tiếng Việt gì nữa không? Come on. Come on. You? Come on. Thank you very much. Yeah, cảm ơn rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Come on, rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. I love Vietnam. Yeah, I love Vietnam. And you, you know something in Vietnamese? Xin chào. Xin chào. Yes, say hello. Xin chào. Bye bye. Thank you so much. Và đó là những nội dung chính của ngày hôm nay. Mình chào Cát Chung đi. Chào khán giả đang xem. Chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chặng ngày mai được không? Ngày mai biết ngày mai là đua ở đâu?
nhiêu? Mai đua vòng quanh thành phố Hòa Bình. Hòa Bình với bao nhiêu km lộ trình như nào tính với cho? Dạ, chưa. Chưa hả? Dạ, đợi tối nay phổ biến chiến thuật đồ luôn. Yeah. Hay là muốn giấu bài đây? Không em. Không. Hay vậy lắm. Ai cũng cũng giả bộ vậy đó, nhưng mà cuối cùng là giấu bài gần chết. Không em đâu có bài gì đâu giấu. Rồi chúc may mắn nha, chúc may mắn ở trận ngày mai. Bye bye. Chào tạm biệt quý vị khán giả. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Bye bye. Hẹn gặp lại ở Hoa Bơn. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.